Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chơi tựa game Anime Spirit. Rồi ok, hôm nay thì mình sẽ sử dụng cho anh em xem sức mạnh Gear 5 phiên bản đặc biệt. Tại vì nó có sự xuất hiện của hai nhân vật anh em ạ, đó chính là Luffy Gear 5 và Bonnie Gear 5. Rất là độc lạ luôn phải không nào? Và đây là cái sức mạnh đó. Muốn mà sở hữu thì anh em cần phải đi cái ải bên Wano World, nó sẽ có tỷ lệ rơi ra, chứ không thể nào mà mua ngẫu nhiên ra được. Để tí mình qua bên đó cho anh em xem. Giờ thì gặp râu đen, mình xóa chát quỷ báo đốm. Không biết chiêu thức của cái ghi nam này như thế nào ha. Cũng khá là tò mò á, thực sự. Vào trong túi lấy ra sử dụng thôi nào. À quên, cho anh em xem cái hình dáng của nó đi chứ. Đây, nhìn cũng khá là đẹp phải không nào? Trời, thanh niên nào mà chơi chiêu rung màn hình ghê vậy. Hồi nãy anh em thấy rung không? Sử dụng vào thôi. Hình như là chát quỷ này cũng có chiêu thức tỉnh á. Anh em thấy chưa? Chiêu V và chiêu T đang bị lóc. Để một hồi mình coi thử cái điều kiện thức tỉnh là gì. Tháo con bé ra cái nè, nó che mất Luffy của mình. Bên đây nè, nói chuyện với Sanji. Tính ra chơi rất là nhiều những cái tựa game One Piece rồi. Lần đầu tiên mình thấy có game làm trạng thái Gear 5 của Bonnie. Được đấy. Và cái này không phải là do admin chế ở đâu nha anh em. Ở trong phim hình như là Bonnie cũng có thể xài được Gear 5, nhưng mà không có mạnh bằng Luffy nếu ạ. Gear 5 của Luffy vẫn là bá đạo. Giờ thì để mình qua hòn đảo Wano World á, thử chiêu cho anh em xem. Sẵn tiện coi cái điều kiện thức tỉnh luôn. Chạy vào phía trong đây á, là cái chỗ chúng ta sẽ đi ải để lấy cái sức mạnh Gear 5 này. Anh em thấy chưa? Cái phần trăm mà rơi ra cũng hơi thấp tí, nhưng mà anh em chịu cày sẽ có thôi. Giờ thì chắc mình sẽ sử dụng sơ qua những cái chiêu thức cho anh em xem luôn. Đầu tiên là cái chiêu E nè. Wow, nhìn hiệu ứng rất là đẹp luôn. Có nhân vật Bonnie Gear 5 nó sẽ bay lên nó tấn công. Ra chỗ có quái đi, mình thử cho nó dễ. À, Bonnie á sẽ biến đối phương già đi và bay màu nha anh em. Tại khi mà sử dụng chúng đối phương á thì nó sẽ hiện một cái biểu tượng hình con người chống cây gậy kìa. Được đấy, chiêu thức rất là thú vị. Phải công nhận là như thế. Để lại mình biến cây đô già đi cho bay màu luôn nè. Hãy nhìn sức mạnh của Bonnie. Đấy. Kaido mệnh danh là bất tử, nhưng mà gặp Bonnie biến cho già cả cũng phải bay màu anh em ạ. Rất xịn sò nha. Chiêu hay, công nhận là như thế luôn. Giờ thì tới chiêu Z. À, cái này thì của Luffy nha anh em. Bay lên đấm liên hoàn, nhìn hiệu ứng cũng rất là đỉnh luôn á. Wow, công nhận admin làm chiêu hay quá anh em ơi. Sử dụng lại lần nữa. Rồi mình sẽ xài chiêu ít cho anh em xem. Lần này chắc là chiêu của Bonnie anh em ạ. Tại vì theo mình thấy là nó chia ra, cứ một chiêu của Luffy, một chiêu của Bonnie. Đúng rồi luôn, Bonnie sẽ bay lên và đấm một cái. Nói chung là cũng không có nhiều hiệu ứng đâu các kiểu lắm, nhưng mà nhìn vẫn hay nha. Được, xài lại lần nữa. Rồi mình sử dụng cái chiêu C cho anh em xem luôn. Nhìn cái tên của chiêu C là mình cũng đoán được nó như thế nào rồi. Biến bự lên và quăng ra một cái tia sấm. Chiêu này khá là quen thuộc của Luffy luôn. Biết ngay mà. Hiệu ứng thì quá là khủng rồi. Không có gì để chê. Giờ thì chúng ta sẽ vào phía trong xem thử cái điều kiện thức tỉnh của cái sức mạnh này là gì nha. Cái con NPC bên đây. Ừ, nhấn nhầm cái chiêu E anh em ơi. Nói chuyện nào.
Theo mình thấy ở đây thì nó cần hai nguyên liệu. Và muốn lấy được á thì chúng ta cần phải đi cái ải này. Nó sẽ có tỷ lệ rơi ra những cái nguyên liệu đó dùng để thức tỉnh. Ok, ở đây anh em thấy hiện tại mình đã có đủ nguyên liệu nha. Giờ thì qua gặp cái con NPC để thức tỉnh lên, sử dụng chiêu thức cho anh em xem. Coi thử hai cái chiêu cuối cùng sẽ như thế nào. Mà thường nha, mấy cái sức mạnh như thế này á, cái chiêu V sẽ là cái chiêu gồng thôi, chủ yếu là cái chiêu T nè. Đấy, anh em thấy cái aura đẹp chưa? Tia điện màu vàng rồi tia điện màu đỏ nó nẹt 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 xung quanh, còn có cái aura trắng trắng nữa, rất là chất chơi người dơi luôn. Gồng chiêu này lên thì chắc chắn nó sẽ tăng sức mạnh cho nhân vật của mình rồi, đó là cái chuyện hiển nhiên. Kế tiếp là cái chiêu T nha. Wow, Luffy Gear 5 cùng với lại Bonnie bay lên trên trời và đấm xuống hay sao anh em ạ? Đợi tí nó hồi mình sử dụng lại cho anh em xem. Con Kaido ở đây ngủm luôn rồi, nó chưa có hồi sinh nữa anh em ạ. Hay nha, ghê chưa, hai cú đấm từ trên trời đấm xuống. Giờ thì mình sẽ vào trong cái ải này khiêu chiến đánh boss cho anh em xem. Trong đây thì anh em sẽ đánh Luffy Gear 5 nha. Với cái lượng máu của con boss như thế này thì nó thiệt là đánh cũng sẽ hơi lâu một tí. Với lại ở đây mình review chiêu cho anh em xem, mình xài từng chiêu á. Chứ còn bình thường mình đánh boss là mình sẽ bam chiêu liên tục luôn em ạ. Đổi sang vũ khí rồi đổi sang melee rồi đổi sang sức mạnh linh hồn dùng liên tục luôn thì mới tiêu diệt con boss được nhanh. Này thì Luffy Gear 5 với lại chúng tôi, công nhận cái sức mạnh này chiêu đỉnh thiệt chứ. Anh em nhìn hiệu ứng kìa, ghê chưa. Lại đây nào. Có nhiều bạn kêu là mình chơi game này không cần phải nâng máu. Theo mình thấy thì nó cũng đúng đúng. Tại vì á, anh em chơi mà bam chiêu liên tục nha, con boss nó sẽ không đánh anh em mất máu được. Vì trong cái lúc đang sử dụng chiêu á thì nhân vật của mình nó không có nhận sát thương thì phải. Nhưng mà anh em phải nhanh tay tí. Nếu mà không kịp sử dụng chiêu á, con boss đánh trúng là sẽ bị bay màu ngay lập tức. Thôi cứ nâng vào miếng máu chơi cũng được anh em ạ. Nãy giờ chưa đánh được nửa cây máu của anh Luffy Gear 5 anh em ơi. Quá trâu bò. Chẳng lẽ mình sử dụng kèm chiêu của ông Giáp hay là chiêu của vũ khí vào chứ? Trâu thấy sợ à. Nhưng mà con này vẫn chưa phải là con boss trâu nhất đâu nha anh em. Còn nhiều con boss máu rất rất là khủng luôn. Gấp mấy lần máu con Luffy Gear 5 nè. Thôi, xài sức mạnh linh hồn Gear 5 không á thì đánh chậm quá. Xin phép anh em mình đổi sang chiêu của ông Giáp với lại chiêu của vũ khí đánh kèm vào cho nó nhanh. Từ giây phút này á, anh em hãy để ý lượng máu của con boss đi. Nó sẽ giảm xuống vèo 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 luôn á. Do từ đầu giờ mình xài có một chiêu của Gear 5 nên là thấy lâu lâu vậy. Chứ mà chuyển sang melee sử dụng chiêu của ông Giáp rồi các kiểu vào nữa thì trời ơi, nhanh gọn anh em ạ. Nó còn có xíu máu kìa. May ở đây là mình chơi có một mình nha anh em. Nếu mà chơi cùng ba bốn người khác sử dụng những cái sức mạnh tương tự chắc là không thấy cái gì. Vì game này hiệu ứng cơ bản của nó cũng đã quá khủng rồi. Anh em nhìn kìa. Không có rơi ra gì cả. Xui đó chứ. Thời gian hoàn thành cái dungeon này là 3 phút. Tính ra cũng lâu ấy chứ. Bình thường là tầm 1 phút mấy thôi, có khi còn nhanh hơn. Ra bên ngoài nếu ạ. Mà thôi, chắc là tới đây cũng được rồi á. Hôm nay chủ yếu là vào sử dụng cho anh em xem sức mạnh Luffy với lại Bonnie Gear 5. Tính ra khá là thú vị và độc lạ phải không? Chiêu thức cũng rất rất là hay luôn. Lần sau để mình coi coi còn cái sức mạnh nào khủng khủng á
thì sẽ lấy và sử dụng. Giờ không còn gì nữa thì mình sẽ kết thúc video tại đây luôn. Tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp nha. Nếu mình thích video này nhớ để cho mình một like, subscribe, một lượt bình luận bên dưới nha, để mình có động lực ra nhiều clip hơn cho anh em xem. Bye anh em nha.